Và để mục tiếp theo em sẽ trình bày là phần processing là xin thông tin sản phẩm và phần stock xin là phần xin tồn kho của sản phẩm từ phần mềm kế toán Miss Amis sang cái phần hệ thống mà Haravan này ạ. Thì trước hết em sẽ sở thử sản phẩm này có tồn tại ở trên Haravan hay chưa để đảm bảo rằng là sản phẩm này chưa có ở trên Haravan. Em sẽ tạo một sản phẩm có tên là Sơ Mi Mi Hesa với SKU như em search ở trên màn hình. Thì ở đây không có bất kỳ sản phẩm nào có tên và SKU như vậy ạ cả. Bây giờ em sẽ sang phần Misa Amis để tạo cái sản phẩm này ạ. Đầu tiên em sẽ thêm phần thông tin sản phẩm có tên là Sơ Mi Misa và mã sản phẩm SKU Sơ Mi Misa. Ở đây thì em sẽ thêm cái phần đơn giá cho sản phẩm này là 200.000. Sau đó sẽ hoàn tất tạo đơn hàng. Dạ, và bước tiếp theo của em sẽ làm là nhập kho cho đơn hàng này. Em sẽ tạo tồn kho và điền một số thông tin ở đây. Ở mã khách hàng này em sẽ cũng sẽ test cái mã SKU này chọn phần kho. Dạ, bây giờ em cũng sẽ điều chỉnh số lượng tồn kho là 50 cái ạ. Đơn giá là 200.000. Sau đó em sẽ hoàn tất việc nhập kho. Dạ, như vậy thì em cũng đã tạo thành công cái sản phẩm này. Bây giờ em sẽ sang phần Hexasync để kiểm tra xem sản phẩm đã được kéo về Hexasync hay chưa. Ở đây em sẽ search phần SKU. Như mọi người đã thấy thì sản phẩm này đã được kéo về Hexasync với đầy đủ các cái thông tin như tên, đơn giá. Và cái phần Destination ID này nó cũng đã hiển thị một dãy số. Bây giờ em sẽ sang phần Product Stock là phần xin hàng tồn kho của sản phẩm này ạ. Như vậy thì phần tồn kho cũng đã được kéo về thành công với đầy đủ thông tin như là kho, số lượng và tổng số tiền. Thổ tiên của mỗi sản phẩm. Bây giờ em sẽ sang phần Haravan và reload lại để xem thử sản phẩm này đã được xuất hiện hay chưa. Như mọi người cũng thấy thì sản phẩm này cũng đã được đồng bộ thành công từ Misa Amis sang Haravan thông qua Hexasync ạ. Ở sản phẩm này thì cũng được đồng bộ thành công những cái thông tin khác như là SKU, đơn giá và tồn kho. Như vậy phần trình bày demo của em cũng đã kết thúc ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người cũng đã lắng nghe ạ.